Sau khi xuất hiện tại một số đại lý thì mẫu xe Hyundai Tazia tiếp tục được bắt gặp rõ nét hơn trên đường vận chuyển. Theo chia sẻ từ đơn vị vận chuyển, chiếc xe thuộc phiên bản chờ tiền dành cho ngân hàng tại Việt Nam. Điều này đã giải đáp phần nào thắc mắc của nhiều người về mẫu xe này. Như vậy, xe không được bán thương mại. Hyundai Tazia 2022 là mẫu xe thay thế cho đàn anh Starex tại Việt Nam. Chiếc xe trong bài nhiều khả năng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Hiện chưa rõ xe do TC Moto nhập khẩu hay được nhập qua đơn vị tư nhân, nhưng một số chiếc nằm tại đại lý Hyundai chính hãng. Hyundai Tazia sở hữu ngoại hình đậm phong cách tương lai. Phần đầu xe nổi bật với dải trang trí chạy ngang nằm giữa nắp capo và cản trước, trong khi ở phiên bản cao cấp, đây là dải đèn LED. Chiếc xe được bắt gặp là bản cơ bản nên không có dải LED này. Mặt ca lăng đặt thấp cùng màu với thân xe. Ở bên hông, chiếc MPV tạo cảm giác rộng và tầm nhìn tốt với phần kính cửa sổ rộng. Do là xe chở tiền nên chiếc xe này được che kín kính hông phía sau và kính hậu. Phần đuôi xe thiết kế tinh giản, bóng bẩy với đèn hậu đặt thẳng. Nội thất Tazia tùy biến được, có thể bố trí 7 chỗ hoặc mở rộng đến 11 chỗ. Cách tùy biến chỗ ngồi này cũng tương tự trên Sedona. Khoang cabin có thiết kế đơn giản mà hiện đại, chủ yếu hướng tới sự thực dụng. Hàng ghế trước thông nhau, không có phần yên ngựa ở giữa. Hàng ghế sau có 2 ghế tách biệt hoặc 3 ghế liền tùy cấu hình. Chưa rõ biến thể trên phiên bản chờ tiền sẽ được bố trí như thế nào, nhưng nhiều khả năng không có hàng ghế cuối, nhường chỗ cho két sắt. Hyundai Tazia sở hữu không gian rộng rãi nhờ chiều dài lên tới 5.253mm, chiều rộng 1.997mm và chiều cao 1.995mm. Chiều dài cơ sở 3.273mm và khoảng sáng gần 186mm. Những chiếc Tazia về nước được cho là được trang bị động cơ xăng 3,5 lít V6 Smart Stream, sản sinh ra công suất tối đa 268 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 331 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Có thể kỳ vọng Tazia bản thương mại sẽ được đưa về Việt Nam, bởi phân khúc MPV này vẫn chưa được Hyundai khai thác. Mẫu xe này nếu mở bán sẽ là đối thủ với Kia Carnivale.